Lorenzo là vị phó tế của giáo phận Roma, đã chịu tử đạo năm 258 trong một cuộc bắt đạo của hoàng đế Valerio. Lorenzo sinh ra trong một gia đình theo Kitô giáo ở Huesca, một thị trấn thuộc vùng Aragon, nằm ở phía đông bắc Tây Ban Nha. Chàng trai trẻ Lorenzo đến Caesa Rauguta, ngày nay là Zaragoza, Tây Ban Nha, để theo học về giáo lý với vị thầy nổi tiếng là giám mục Sisto. Sau đó, Lorenzo đã tháp tùng thầy của mình đến Roma. Không lâu sau đó, giám mục Sisto được bầu làm giáo hoàng. Đức giáo hoàng đã truyền chức phó tế cho Lorenzo và bổ nhiệm thầy Lorenzo làm tổng quản lý của giáo phận Roma. Trong thời gian đó, những cuộc bách hại đạo diễn ra vô cùng gay gắt. Hoàng đế ra lệnh bắt và giết những người theo đạo Kitô. Là một người quản lý của giáo hội, thầy Lorenzo không quản nguy hiểm mà vẫn liều mình giúp đỡ những người nghèo khổ và không nơi nương tựa xung quanh thành Roma. Một ngày nọ, thầy Lorenzo chứng kiến Đức giáo hoàng Sisto bị bắt. Thầy rất buồn vì không thể chịu chung án phạt với thầy mình. Thầy lén đến thăm Đức cha Sisto. Cha ơi, sao cha đi mà không cho con theo cùng? Có phải con đã làm điều gì không phải? Con trai, ta không bỏ con đâu, nhưng ta biết Thiên Chúa đang chuẩn bị cho con đối mặt với một thử thách lớn hơn. Còn cha già rồi, nên Chúa đã lo liệu cho cha theo cách người thấy phù hợp cho cha nhất. Còn con là một chàng trai trẻ, con sẽ chiến đấu với tên bạo Chúa đang chờ đợi con. Con sẽ sớm gặp lại cha thôi. Lorenzo, con đừng khóc. Sau 3 ngày nữa, con cũng sẽ đi cùng cha. Nghe những lời này, Lorenzo rất vui mừng. Ôi, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ được diện kiến Thiên Chúa của tôi. Lúc ấy, thầy phó tế Lorenzo đã quyết định bán hết tài sản của giáo phận Roma và phân phát tiền của cho những người nghèo khổ. Trong lúc thầy đang phân phát của cải giúp đỡ người nghèo, thì có một người đàn ông bị mù tên Recentius đến và xin thầy phó tế đặt tay chúc lành cho ông. Thầy Lorenzo đã dịu dàng làm dấu thánh giá trên mình ông lão mù và phép lạ đã xảy ra. Mắt người đàn ông ấy đã mở ra và ông ấy được sáng mắt. Quan quyền lúc bấy giờ cho rằng giáo hội có nhiều tài sản. Tôi cá là những người Kitô giáo này cất giấu rất nhiều của cải. Hãy bắt họ giao nộp. Ngày hôm sau, quan quân đến bắt Lorenzo và bắt buộc thầy phải giao nộp hết tài sản của giáo phận Roma ra. Hãy mang nộp tất cả của cải của giáo hội Thiên Chúa giáo ra cho ta ngay. Nếu không, anh sẽ bị xử tội chết. Thầy Lorenzo đưa ra yêu cầu rằng 3 ngày sau, thầy sẽ giao nộp toàn bộ của cải của giáo hội. Viên quan tham lam nghe thấy thế thì vui mừng lắm. Trong 3 ngày ấy, thầy Lorenzo đi mời tất cả người nghèo khổ, tật nguyền, bất hạnh đến và dẫn họ vào dinh thự của viên quan tham lam kia. Thầy chỉ vào những người cùng khổ ấy và nói với viên quan rằng đây là toàn bộ tài sản của giáo hội. Trước hành động ấy của thầy Lorenzo, hoàng đế Valerio hết sức tức giận. Lorenzo, anh sẽ bị tống vào ngục vì không chịu giao nộp tài sản ra. Ta sẽ không để anh chết một cách nhẹ nhàng đâu. Hãy đốt lò lên và thiêu sống Lorenzo. Viên quan cho rằng Lorenzo sẽ không chịu nổi được cực hình và khai ra chỗ cất giấu của cải của giáo hội. Nhưng ông ta đã lầm. Thầy Lorenzo đã vui vẻ chấp nhận hình phạt. Tình yêu đối với Thiên Chúa trong Lorenzo quá lớn, đến nỗi Lorenzo không sợ bất cứ hình phạt nào. Người ta kể lại rằng, trong
Trong khi đang bị nướng trên giàn hỏa thiêu, Lorenzo thậm chí vui vẻ chấp nhận hình phạt, đến nỗi nói với những tên lính hành hình rằng: "Nửa người bên này của tôi đã chín rồi, hãy lật sang bên kia đi." Trước khi tắt thở, thầy Lorenzo đã lớn tiếng tuyên xưng đức tin, thầy cầu nguyện và cảm tạ Chúa. "Lạy Chúa, xin cho con được bước vào nước Chúa." Sau biến cố tử đạo của thầy phó tế Lorenzo, giáo hội đã có nhiều sự thay đổi lớn. Sự thánh thiện và cái chết anh hùng của thầy đã lay động nhiều trái tim người dân thành Roma lúc bấy giờ. Người ta nhận ra được tiếng gọi để trở lại với Chúa. Cho đến ngày nay, người ta vẫn kể lại cho nhau nghe rằng nhờ sự chuyển cầu của thánh Lorenzo cùng với tấm gương về sự khiêm tốn và trung thành với Chúa đến chết mà rất nhiều người đã được ơn trở lại làm Kitô hữu. Lạy thánh Lorenzo, người đã chấp nhận chịu những cực hình đau khổ nhưng vẫn giữ vững đức tin và làm sáng danh Chúa Giêsu, xin chuyển cầu cùng Chúa ban cho chúng con cũng có được một đức tin vững vàng như thế, để chúng con trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Kitô trong lời nói, trong việc làm và ngay trong những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Amen.